Nhìn qua cái tô này chắc sẽ có một số bạn đoán đây là món bò kho đúng không ạ? Nhưng mà không nha, món này sẽ khác món bò kho một chút. Đây là món bò kho nghệ. Bình thường mình hay nấu bò kho thì hôm nay mình sẽ biến tấu một tí xíu. Mình làm món bò kho nghệ để những món ăn của gia đình mình thêm phong phú và đa dạng hơn. Cách làm món bò kho nghệ cũng rất là dễ nữa. Các bạn hãy cùng vào bếp với mình ngày hôm nay nha. Thịt bò dùng để kho thì các bạn nên sử dụng những miếng thịt có thêm một chút gân hoặc là mỡ, ăn sẽ ngon hơn rất nhiều. Hôm nay thì mình sử dụng phần thịt gầu bò. Phần thịt bò này thì mình sẽ cắt miếng hơi bự một chút xíu, giống như là những miếng mình nấu bò kho vậy đó các bạn. Sau đó mình chuẩn bị thêm một ít tỏi, gừng và nghệ, mình băm nhỏ mình cho vào ha. Sau đó mình ướp cùng với lại một ít ngũ vị hương, bột cà ri, thêm một ít hạt nêm, đường, nước tương và dầu ăn. Vì đây là món bò kho nghệ nên chắc chắn không thể nào thiếu nghệ được đâu nha cả nhà. Và mình sử dụng nghệ tươi sẽ thơm và ngon hơn bột nghệ rất nhiều. Bây giờ mình sẽ trộn đều và để bò thấm gia vị 30 phút. Các bạn nhìn nồi thịt bò mới ướp thôi mà màu sắc cũng đã rất là hấp dẫn rồi. Và khi bò đã thấm gia vị, mình bắt lên bếp mình đảo đều để những miếng thịt bò săn lại. Trong lúc ướp bò thì mình đã có cho dầu ăn rồi, thêm rất nhiều tỏi, gừng và nghệ băm nhỏ nữa. Nên bây giờ mình không cần phải phi thêm dầu nữa đâu các bạn. Mình bắt lên bếp mình xào trực tiếp luôn ha. Tiếp đến thì mình sẽ cho nước vào. Lượng nước mình cứ cho xâm xấp mặt bò là được. Nếu mà các bạn thay thế phần nước lọc bằng nước dừa tươi nữa thì cái món bò kho nghệ của mình hôm nay sẽ ngon hơn rất nhiều. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành hớt hết cái phần bọt phía trên ra. Nồi bò kho nghệ của mình lúc này màu vừa đẹp mà mùi cũng cực kỳ thơm nữa. Mình nấu món gì mình giấu được chứ nấu những món như thế này thì mùi thơm bay khắp làng khắp xóm luôn đó các bạn. Và sau khi hớt hết phần bọt trong nồi ra rồi thì bây giờ mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống, mình đậy nắp lại và mình kho tầm khoảng 1 tiếng đồng hồ để những miếng thịt bò được mềm. Ở nhà các bạn mà có nồi áp suất các bạn cho vô hầm tầm khoảng 10 phút thôi là những miếng thịt bò đã mềm rục rồi, cực kỳ nhanh luôn. Mình cũng đang tìm hiểu một số dòng về nồi áp suất. Ở đây nếu mà bạn nào có kinh nghiệm xài lâu năm về nồi áp suất rồi thì chia sẻ cho mình với nha. Sau khi hầm bò được 1 tiếng đồng hồ, mình kiểm tra mình thấy những miếng thịt bò đã chín mềm rồi. Lúc này lượng nước trong nồi cũng còn khá là nhiều nên mình sẽ mở nắp ra, mình mở lửa lớn, mình đun thêm một chút nữa để phần nước trong nồi cạn bớt đi. Lúc này thì các bạn cũng sẽ điều chỉnh lại một chút gia vị để cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình. Như vậy mình cũng đã hoàn thành xong món bò kho nghệ ngày hôm nay, cực kỳ ngon và hấp dẫn. Những miếng thịt bò chín mềm, thấm gia vị đậm đà. Món này các bạn kết hợp ăn cùng cơm trắng hoặc là bánh mì cũng đều ngon. Thay vì mình hay chế biến những món ăn quen thuộc thì lâu lâu mình hãy biến tấu một tí xíu để những bữa cơm của gia đình mình thêm phong phú và đa dạng hơn. Và món bò kho nghệ cũng là một trong những gợi ý đó. Cách làm vừa đơn giản và nguyên liệu cũng rất là quen thuộc nữa. Các bạn hãy tham khảo món bò kho nghệ này và bổ sung vào thực đơn của gia đình mình nha. Video của mình đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn các bạn thật nhiều đã xem hết video. Chúc các bạn có những bữa cơm ngon miệng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.